Vào cuối giờ chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 13 ca là F1 đã được cách ly, 3 ca còn lại liên quan đến một số điểm có ca F0 trước đó. Hôm nay có 15 chuỗi lây nhiễm không phát sinh ca nhiễm mới. Ngành y tế và các địa phương đã lấy khoảng 21.000 mẫu xét nghiệm. Qua kiểm tra, đa số người dân chấp hành tốt các quy định giãn cách theo quy định của thành phố. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương còn có một số hàng quán tập trung đông người, một số chợ chưa đảm bảo giãn cách. Khu vực bến xe Đà Nẵng còn tình trạng xe ôm đón chở khách. Trong ngày, các quận huyện đã xử lý 21 vụ việc vi phạm. Mặc dù số ca bệnh hôm nay giảm so với những ngày trước, nhưng nguy cơ vẫn còn rất lớn. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách, xét nghiệm tầm soát 4 phường Hòa An, Hòa Khánh Bắc, An Khê và Thạc Gián, nhanh chóng triển khai xét nghiệm tiểu thương hàng cá, thịt, các chợ để khoanh vùng chuỗi lây nhiễm liên quan đến lò mổ Đà Sơn, kiểm soát chặt chẽ chợ Đông Đa và chợ đầu mối Hòa Cường bởi còn đông người. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tăng cường và có hình thức tuyên truyền phù hợp để người dân thực hiện nghiêm các quy định giãn cách. Đề nghị ngành y tế tổ chức xét nghiệm các trại tạm giam và cơ sở xã hội bao bàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị rà soát, xét nghiệm nhanh các tiểu thương bán cá thịt tại các chợ để sớm đánh giá nguy cơ, tập trung xét nghiệm ngay cảng cá Thọ Quang trong đêm nay. Đồng thời, quận Sơn Trà và các ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án cụ thể để phòng chống dịch tại đây. Nếu không đảm bảo thì sẽ tính đến việc tạm dừng hoạt động cảng cá. Một là đảm bảo cái việc xét nghiệm tất cả những người đi, người về liên quan tới cảng cá. Thứ hai là rà soát tất cả những người có liên quan để mà xét nghiệm, chứ không chỉ là mấy người là hoạt động trực tiếp tại cảng cá. Cái thứ ba là phương án phân phối cái sản phẩm cá này cho các chợ, chứ không bắt buộc là tiểu thương phải đi tới đây mua cá. Cái thứ tư là đánh giá cái việc là các cái tàu cá, kể cả 75-80% là tàu cá ngoại tỉnh về đây thì phương án xử lý của họ như thế nào. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường kiểm soát, thực hiện nghiêm quy định giãn cách. Các hàng quán bán mang về nếu không tuân thủ đúng phòng chống dịch thì đóng cửa. Ban chỉ đạo thống nhất việc xét nghiệm tầm soát đối với tiểu thương bán cá, thịt tại các chợ với tần suất 3 ngày một lần, đối với khu vực Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang. Các ngành liên quan phải lên phương án chặt chẽ về kiểm soát ra vào cũng như xét nghiệm để đảm bảo làm sạch khu vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương siết chặt hơn nữa tại các khu cách ly tập trung để không lây nhiễm chéo. Các địa phương tiếp tục hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, trong đó lưu ý cần đảm bảo các quy định về giãn cách.